Hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ đến buổi số 2 của góc giữa hai mặt phẳng, đúng không ạ? Nhưng mà thầy sẽ nói lại cho bạn cái phương pháp. Thầy sẽ ôn lại cho bạn cái phương pháp chủ yếu nhá. Đó. Thì tuần trước thầy trò chúng ta học bài là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Đúng không các bạn? Thì ôn lại phương pháp này. Bước 1 này là các bạn xác định cho thầy giao tuyến của hai mặt phẳng. Đấy thì mặt bên là mặt FBC các bạn ạ. Đấy, thầy đang minh họa là cái mặt này. Đó, các bạn nhìn nhá, mặt FBC mặt đáy nhá. Đấy, mặt màu xanh này. Thì bước 1 các bạn xác định cho thầy rằng giao tuyến BC. Đấy, giao tuyến BC chưa? Bước 1. Bước 2 là bạn xác định cho thầy chân vuông góc hạ từ đỉnh. Thì chân vuông góc hạ từ đỉnh S xuống mặt đáy là gì đây? Là điểm A. Đúng không ạ? Và bước 3 là tôi kể từ cái điểm A này một đường nào đấy vuông góc về giao tuyến, chính là BC. Thì là từ A thì kẻ phương vuông góc đây này là A gì đấy? AH. Xong chưa? Sau khi chúng ta làm được ba cái bước này thì chúng ta kết luận góc theo công thức sau: đỉnh, chân vuông góc và chân vuông góc. Thì chân vuông góc ở giữa là chân vuông góc tại giao tuyến, còn chân vuông góc ở đây là chân vuông góc hạ từ đỉnh. Thì đúng theo công thức chúng ta sẽ có là gì ạ? Đỉnh là S, đúng không ạ? Đấy, vuông góc tại giao tuyến. Đấy, thì các bạn nhìn trên giao tuyến BC thì muốn thấy H chưa? Thì đây là H. Và cùng là chân góc hạ từ đỉnh hạ xuống mặt đáy là A. Vậy góc của mình cần xác định là SH gì đây? SH A. Thì đây là phương pháp làm rất là nhanh với các bài toán các bạn xác định góc giữa mặt bên với mặt đáy. Nhớ nhá, mặt bên với mặt đáy. Còn mặt bên với mặt bên chúng ta phải làm kiểu khác và nó sẽ khó hơn. Thì cái bài hôm nay thầy muốn dạy các bạn đó là bài góc giữa mặt bên với mặt bên. Ok chưa? Đấy. Thì hôm trước các bạn nói cho thầy xem là thầy chữa đến câu nào rồi. Thì trước khi sang cái dạng 2 thì thầy chữa thêm một vài câu của dạng 1 đã, sau đó chúng ta chuyển sang dạng 2. Đến câu 8 rồi đúng không? Đến câu 8, câu 10 là câu 9 chưa chữa. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ chữa câu 9 nhá. Câu 9 chưa rồi gì? 10 là chữa rồi đúng không? Ok, thì bây giờ thầy sẽ chữa 11, 12 này. Đó, ôn lại nhá, hai câu này gọi là câu ôn lại cái dạng 1, sau chúng ta chuyển dạng 2. Rồi, nào, áp dụng cái phương pháp vừa học này. Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại B, đúng không ạ? Đó, thì hôm nay thầy muốn nói lại cho mấy bạn mới học, các bạn cũng vẫn hiểu bài tam giác vuông tại B. Rồi, đường cao là SA đúng không ạ? Vuông cái mặt đáy. SABC vuông tại B nhá. Rồi, AB bằng 2, đúng chưa? AB bằng 2 này, BC bằng 2 căn 3 này. Rồi, SA thì là bằng căn 3 trên 2. Đó. M là trung điểm AB. Đó, đây là M luôn các bạn ạ. Đây là điểm M luôn này. Và góc giữa mặt phẳng SMC với mặt đáy. Đây, SMC đây. Đó, các em được nhìn rõ ràng ở trên hình chưa? Bây giờ các bạn xác định góc nhá, đúng theo 10 giây này. Và thầy nhắc lại là cái phương pháp này thầy xác định là để chúng ta làm trắc nghiệm, trắc nghiệm nhanh. Còn khi các bạn làm tự luận các bạn phải trình gì? Trình bày ra. Đó, thì hôm nay thầy cái bài này thầy sẽ ôn lại cả hai nhá, cả cái việc trình bày lẫn cách xác định nhanh này. Thầy nói cách xác định nhanh trước cho những bạn nào làm, nếu mà cả kể các bạn học với ba ngồi các bạn đều thi trắc nghiệm thôi, đúng không? Thì câu này vẫn có thể thi trắc nghiệm. Đó, và trình bày tự luận thì thầy sẽ trình bày ngay ở dưới. Bơ làm nhanh xác làm ngay trắc nghiệm trước đây nhá. 10 giây này đầu tiên này các bạn xác định cho thầy là giao tuyến của cái mặt SMC với mặt đáy thì rõ ràng là đường M gì đây? MC đúng không? Bước 1 giao tuyến. Đó. Bước thứ hai là các bạn xác định chân vuông góc hạ từ đỉnh. Đỉnh là gì đây? Đỉnh S. Đúng không? Thì bên này hạ vuông góc xuống mặt đáy là gì đây? Là A. Đó. Chân vuông góc chúng ta sẽ có là A. Cái phương pháp là từ A tôi kẻ vuông góc xuống góc phải là giao gì? Giao tuyến. Đó, thì ở đây bước 3 là chúng ta sẽ kẻ MC. À quên, không phải MC. Mà kẻ qua A một đường nào đó. Đó. Vuông góc với MC. À, và hiện tại chúng ta chưa biết nhé. Hiện tại trên đỉnh là chưa biết nhé các bạn nhé. Bơ mình phải nhìn một chút. Đó. Câu này câu khó, không phải câu dễ đâu. Thì ở dưới đấy là hình tam giác vuông. Đúng không ạ? Cái đường MC này nó là một đường rất là
chẳng có cái gì đặc biệt cả. Các bạn công nhận là cái đường này hoàn toàn là đường lung tung, đúng không? MC đó chả có tính chất gì cả, nó chỉ là đường trung tuyến của một tam giác vuông bình thường. Vậy thì nếu bạn này từ A mà tôi kể với MC ấy, thì tôi hoàn toàn không có một cái gì đặc biệt để chúng ta kể cả. Vậy thì bài này chúng ta bắt buộc phải kể tổng gì? Tổng quát. Đó, thì ở đây thầy giả sử thầy kể đường MK nhé các bạn nhé. MK đi. À, AK. Là từ A mà. Thầy đang kể AK nhé. Đó, vuông góc với cả MC. À, các bạn nhìn, mình kể tổng quát cho các bạn không quan tâm. Đấy, ok chưa? Rồi. Và mình ký hiệu vuông góc vào đây. Trong hình không gian thì các bạn ký hiệu thoải mái, không vấn đề gì cả. Đó. Rồi, K nhá. Thầy với các bạn nhìn này. Bây giờ sau khi thầy có AK kẻ góc với MC rồi, thế bây giờ chúng ta phải đi tính nó đúng không? Bạn phải đi tính. À đôi ý xác định góc á. Thế bây giờ cứ đúng theo phương pháp thôi. Nếu tôi có AK góc với MC ấy, thì góc của chúng ta xác định luôn như sau. Góc alpha này. Đó, đỉnh là gì ạ? Đỉnh là S đúng không các bạn? Đó, đỉnh lúc nào là S rồi. À, chân vuông góc tại giao tuyến thì giao tuyến là MC. Thì vuông góc mình vừa kể là tại ấy, tại K đúng không? Thì là K điền ở giữa này. Còn chân vuông góc hạ từ đỉnh xuống mặt đáy là A. Đó, vậy thì góc chúng ta cần xác định là SKA. Là góc này. Đấy nhá, đấy là về mặt lý thuyết là ok. Đúng không? Ok là mình biết là như vậy. Thế còn nếu mà trình bày tự luận ấy thì đây thầy sẽ trình bày ở trên nhá, còn ở trên các bạn nhìn này. Đúng không? Tự luận mà các bạn nghĩ tự luận các bạn viết thế này là không ổn. Thì các bạn nhớ là chúng ta trình bày như sau. Thứ nhất, chúng ta có mặt phẳng SMC có giao tuyến với cả mặt đáy ABC, chính là đường MC. Đó. Thì trong cái phương pháp tổng quát trong sách giáo khoa ấy, đó là muốn xác định góc giữa hai mặt phẳng, thì trong cái mặt phẳng này này, em phải nói ra có đường nào vuông với MC. Và trong cái mặt phẳng ABC, các bạn cũng phải nói một đường nào đấy vuông với MC, đúng không ạ? Thì đầu tiên, bài này mình kể AK vuông với MC. Vậy thì thầy nói luôn cái thằng AK trước. Đó, đó là AK của chúng ta. Nó thuộc mặt phẳng ABC, đúng chưa? Mà tôi kể AK vuông góc với MC tại K. Đó. Tiếp theo chúng ta có như sau này. Tôi các bạn nhìn nhá. Khi mà chúng ta có AK vuông với MC ấy, đấy, thì các bạn tỉ trên hình chúng ta sẽ có một cái tính chất rất là tuyệt vời như sau. Đó là chúng ta lại có tiếp theo là MC lại vuông với SA, đúng không? Lý do là SA vuông với mặt đáy thì vuông góc với mọi đường nằm trong đáy, trong đấy có thằng MC của chúng ta. Vậy thì MC vuông góc với hai đường, đúng không ạ? Thì nó sẽ vuông với cả cái mặt phẳng chứa hai cái đường này, thì ý nghĩa là nó sẽ vuông góc với cả cái mặt phẳng SA gì đấy, SAK, đúng không? Hai cái đường AK với cả SA nằm trong SAK mà. Vậy suy ra là MC vuông góc với SAK. Mà MC vuông góc với SAK thì suy ra MC vuông góc nốt với cả thằng S gì đấy, SK, đúng chưa? Thế đây các bạn chú ý cho thầy này. Theo định lý nhá, tôi có AK vuông với MC, tôi có SK vuông với MC. Đó, trong hai mặt phẳng lần lượt có hai đường này. Các bạn nhìn thấy cái đường SK với cả AK chưa? Đó, SK và AK. Đấy, SK nằm trong cái thằng SMC này này. Đó. Còn AK đây này, nằm trong ABC đây này. Tôi có hai cái đường đại diện cho hai mặt phẳng cùng góc với giao tuyến tại một điểm, thì góc giữa hai mặt phẳng nó sinh ra góc giữa hai cái đường này. Và rõ ràng góc giữa hai cái đường, đúng không ạ? Tạo bởi cái thằng AK và cái thằng SK ấy, nó chính là góc mình vừa xác định ấy, đó là SK đấy các bạn. Đó. Thì nếu mà bạn nào đi thi tự luận thì bạn phải trình bày ít nhất là từ này. Chờ thế nó. Đấy, còn cái cách đây nhá, nghĩa là cái phần này, cái phần hai nhỏ này là ông nào thi tự luận thì các ông phải trình bày như này. Còn cái phần một là ông nào làm trắc nghiệm cả lớp hiểu không ạ? Đấy thì các bạn phải nắm được cả hai thằng nhá. Đấy thì là thầy đang câu này là câu thầy ôn lại đúng không ạ? Đấy, cái cách xác định góc theo cách tự luận, cách trắc nghiệm. Thế bây giờ cái phần còn lại của chúng ta cho đi tính. Nhưng mà trước khi thầy chuyển sang phần tính nhá, các bạn đã hiểu chưa? Hiểu cái cách xác định trắc nghiệm và hiểu cái cách làm tự luận chưa? Rồi.
Còn nếu mà các bạn hiểu rồi các bạn comment cho thầy, ok ạ, phần chat nhá, ở mấy bạn trong Zoom nhá. Yến Nhi ok không em? Chưa hiểu thì hỏi nhanh nhá, bởi vì là cái khả năng là tuần trước thì nhiều bạn chưa xem cái video góc ra mặt phẳng đâu, bởi vì hôm qua bạn Hằng bạn ấy hỏi là thầy mới up lên trên trên link tổng hợp đấy. Đó. Rồi bây giờ cái bài toán này khó đi tính nhá, đi tính cũng khá là khó nhé. À, bây giờ các bạn chữa xong vào trong Word, bây giờ thầy sẽ xóa cái phần trình bày trắc nghiệm đi, bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách tính này. À, đi được chưa? Rồi. Nào bây đi tính nhá. Mấy bạn trong Zoom có vấn đề gì không hiểu thì hỏi luôn cho thầy nhá. Không thấy comment gì cả. Rồi. Nào bây giờ mình đi tính góc SKA thì chúng ta tính như thế nào? Đấy, thì bây giờ các bạn nhìn xem bài này chúng ta biết những cái gì. Thứ nhất cái góc này của chúng ta đây này, kỹ năng đi tính này, các bạn nhìn thấy góc của chúng ta nằm trong tam giác nào đây ạ? Đúng không? Thì ai cũng biết là chúng ta nhìn về tam giác SKK. Và thì hỏi các bạn là tam giác này vuông hay tam giác thưởng? Vuông tại A đúng không? Rõ ràng là vuông tại A rồi, tính chất. Rồi. Thế thì trong tam giác vuông ấy, muốn đến góc thì các em thấy ngay là chúng ta chỉ cần tính mấy cạnh ạ? À? Hai cạnh thôi đúng không? Thế rồi chúng ta sẽ biết là chúng ta biết những cạnh nào rồi. SA biết rồi, đúng không ạ? Đấy, thế bây giờ cái mà chúng ta sẽ đi đặt ra câu hỏi trong đầu ấy là tôi sẽ đi tính thêm thằng SK hay thằng AK đây. Đấy, thầy đang gợi ý con đường các bạn đi nhá, đúng không? Đến đây chắc chắn rồi phải nghĩ đến cái điều này. Thế bây giờ trước khi các bạn đi tính cái thằng SK hoặc đi tính AK ấy thì các bạn phải nhìn xem là ở với cái bài này người ta cho những cái thông số cạnh nằm ở đâu. Có phải là hai cái thông số cạnh chúng ta chưa dùng đúng không? SA là mình sẽ dùng rồi. Bây giờ các bạn nhìn này, có người ta tự nhiên người ta cho cái này mà mình chưa dùng tí gì nữa các bạn này. Chưa dùng tí gì cả. Mà nó nằm hoàn toàn ở trong đáy đúng chưa? Thế thì chắc chắn cái thằng mình đi tính mình phải là tính cái thằng A gì đấy? AK. AK chứ sao tính AC. AC thì tính được nha, nhưng mà ý thầy đang nói là trong hai cái thằng mình đang lựa chọn đúng không ạ? Các bạn lại nói thằng AC không liên quan. Nghĩa là mình sẽ đi chọn tính là AK bởi vì nó đang là liên quan với những cái đề bài người ta đã chọn. Những cái gì người ta đang cho. Bơ mình sẽ đi tính AK đúng không? Thế bơ các bạn nhìn thấy thằng AK mình tính như thế nào. Đó. AK là cái đường ở dưới màu đen đấy, mình kẻ góc với MC ấy. Đó. Thì bơ câu hỏi là AK muốn tính thì các bạn lại nhìn như này. A đấy là cứ đi nhìn cái cạnh nó nằm trong tam giác nào đây. Thì AK nó phải nằm trong tam giác AKM không? Có đúng là nằm trong AKM không? Ờ. Đúng không? Nó nằm trong AKM hoặc là AKC. Đó, nhưng mà dễ nhất mình đẩy vào AKM. Tại sao AKM? Vì tam giác AKM này vuông tại gì đây? Vuông tại K rồi. Đó, vuông tại K. Mà tam giác này lại biết một cạnh nó là cạnh AM đây này. Thì AB bằng 2 mà M là trung điểm nhá. Thế thì M AM bằng mấy? Bằng 1, một nửa mà. Đó. Thế bây giờ vấn đề là mình tính được cái gì đây này? Mình lại không biết một cái gì nữa rồi. Đúng không? À, bài này đang khoai ở chỗ này, không biết một cái gì nữa. Thế mà nếu mà các em nhìn vào cái hình, cái phiên bản 3D đúng không? Hình không gian là nó đang là 3 chiều mà mình khó làm ấy. Thì các bạn có thể vẽ ra một cái phiên bản 2D riêng ở mặt đáy ấy, để mình cho dễ tính. Thực ra là thầy khuyến khích là nếu mà hiện tại các bạn chưa đẳng cấp, nghĩa là các bạn chưa đến cái mức mà các bạn nhẩm nhanh ấy, thì bạn nên vẽ ra để mình có một cái góc nhìn nó dễ hơn. Bơ thầy sẽ vẽ cái tam giác đấy nhá, đó là tam giác ABC vuông tại B nhá. Đó. Đây. Đó. ABC này vuông tại B chưa? Có đúng không? Hay là 2 này, hay là 2 căn 3 chưa các bạn? Đấy. Bây giờ thầy vẽ trung tuyến gì đây? CM nhá. Đây CM đây. Kéo dài thế này. Mình cho CM nha. Thế bây giờ có phải là từ A tôi kể đường AK góc với CM không? Thì nếu mà phiên bản 2D ấy, thì cái đường AK nó sẽ không nằm bên trong tam giác đâu mà nó phải nằm bên gì? Bên ngoài, nếu mà các bạn kể một góc. Đấy, thì cái hình chuẩn nó sẽ giúp chúng ta nhìn được cái này. Bởi vì rõ ràng là mình sẽ không thể biết được trong hình không gian nó như thế nào. Đây mới là AK này các bạn này. Và đây là cái cạnh tôi đang cần đi tính nhá. Đấy cái thằng màu vàng này, mình đang cần đi tính nó đây này.
Đó, bây giờ các bạn nhìn xem là mình chỉ cần tính thức thằng này phát là xong, là kết thúc bài toán luôn, mọi thứ nó sẽ tính được hết. À, bây giờ theo các bạn là mình tính như thế nào đây? Được chưa? À, nghĩ thử đi. Cho các bạn 30 giây nhá. Bạn xứng đáng. Bây giờ các bạn nhìn thấy nhá, bây giờ mình muốn tính AK thì rõ ràng mình vẫn nhìn vào cái tam giác AKM đúng không? Đấy là điều hiển nhiên rồi. Theo các bạn nhìn này. Ờ, cái tam giác này là tam giác vuông biết một cạnh. Đấy. AM. Giá như tôi biết thêm một góc và một cạnh nữa thì sẽ tính tất cả những cái thông số còn lại đúng không? Thế các bạn nhìn thấy một cái tính chất cực kỳ tuyệt vời trên hình, đó là cái góc M này. Có phải bằng góc M này không? Đối định bằng nhau chưa? Có công nhận hai góc này bằng nhau không? Ờ, thế thì chú ý nhá. Mình sẽ tính được góc BMC ngay lập tức. Đầu tiên thầy đi tính góc BMC thế này. Tam giác BMC chúng ta tính được ngay nhá. Cái góc mà BMC này thì các bạn dùng đối trên kề thôi, bởi vì là cái thằng BC là đối, còn BM là kề đúng không ạ? Là tan của góc BMC sẽ bằng BC trên BM đúng không ạ? Ở BC trên BM. Đấy, BC bằng 2 căn 3. Còn cái thằng BM là 1 nhá các bạn nhá. Rồi. Thế đi bằng 2 căn 3. Đó. Mà các bạn ý cho thầy cái góc BMC này đúng không ạ? Thầy ghi ở dưới nhá, cái chỗ. Chúng ta lấy góc BMC luôn bằng góc KMA. Vì nó đối gì? Đối đỉnh. Đúng chưa? Đấy. Thế thì từ đấy suy ra là tan của cái góc KMC cũng bằng 2 căn mấy? 2 căn 3 đúng không? Công nhận thầy điều này chưa ạ? Mà các bạn nhìn này, tan của góc KMC thì nó lại dùng đối trên gì? Đối trên kề trong cái tam giác KMA. À quên mất, gọi KMC là KMA mà đúng. Ờ sorry các bạn. KMA nhé, thầy ghi nhầm. KMA. Đó, đây này là hai góc này trên hình này. À hai cái cạnh này, đối trên kề chưa? Vậy thì tôi sẽ có là 2 căn 3 sẽ bằng KA trên KM. Thế từ đấy mình có phải tính được KM không? Bởi vì cái thằng là à thôi chết rồi. Quên mất là cái thằng KA mình chưa biết. Ok, thế thì từ từ nhá. Thế thì mình phải tính như này cho dễ này. Thế thì bỏ cái này đi, vậy là mình tính sắp xỉ rồi. Được. Đây, thế thì mình làm như này. Cái gì em? Ừ, thì thầy đang không muốn tính góc bởi vì góc nó lẻ đúng không? Thầy đang muốn dùng cái cách tính mà nó đẹp luôn nhưng mà lại không cho. Không sao, bây giờ mình sẽ tính luôn cái góc và gọi cái góc này là góc alpha 1 nhá. Đấy, góc alpha 1 này nó sẽ bằng góc của chúng ta là góc KMA đúng không? Đối đỉnh đấy, vừa nói xong. Nào các bạn bấm thầy shift tan của 2 căn 3 ra góc này xấp xỉ nhiều độ đấy ạ? 13 độ đúng không? Sắp xỉ 73 độ đúng không? Bây giờ các bạn, thầy dạy các bạn cái nghệ thuật tính mà nó chúng ta sẽ không bị lẻ nhá. Mặc dù là góc đấy nó lẻ kệ nó nhá. Các bạn chú ý cái kỹ thuật này nó rất là mạnh để các bạn làm trắc nghiệm đấy. Hoặc là các bạn đi tính toán tư luận thế. Rồi. Đây, các bạn bấm shift tan của 2 căn 3. Kệ nó, tôi không quan tâm 73 hay 74. Lẻ cái này đúng không ạ? Thì bạn nhớ này, cái giá trị mình vừa tính trong máy tính nó là AN gì? ANS, đúng chưa? Hiểu không ạ? Đấy, bây giờ mình nghĩa là nó đang lưu ở ký tự ANS nha, mình để đấy đã nhá. Rồi bây giờ mình thấy ngay là có cái góc KMA rồi thì chúng ta sẽ tính được luôn cái thằng KA đây này. Các bạn hãy quay lại cái tam giác của chúng ta đang nghiên cứu, đó là tam giác này, tam giác AKM. AKM biết AM rồi, mà mình lại biết thêm một cái góc nữa rồi các bạn ạ, đó là góc KMA. Đúng chưa? Tôi vừa biết góc đấy xong. Vậy thì ở đây tôi sẽ tính luôn cái cạnh AK tôi đang cần tìm. Đúng không? Mình đang đi cần tìm AK mà. Ê, vừa các bạn nhìn cái thằng AM với cả AK nó ở vị trí gì với nhau? AK là đối, còn AM là huyền đúng không ạ? Vậy đối trên huyền là gì? Là sin. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có sin của cái góc KMA sẽ bằng cái thằng AK trên AM. Mà AM bằng 1 mất rồi. Thì có phải thằng này chính là bằng AK luôn không các bạn?
đúng không? AM bằng 1, à đâu? Ờ, AM bằng 1 mà, bởi vì AM bằng 1 nửa của BM, à, của AB, AB là 2. Thế mà mình bấm đơn giản thôi, đấy. Xin luôn nhá, của góc vừa tính. Ok chưa? A này. Đấy, ấn dấu bằng. 0,96 chưa? Đúng không ạ? Rồi, không phải xéo kệ nó nhá. Ai xấp xỉ 0,96 này. Thì cái giá trị vừa tính nó lại là A này. Nó là 0,96 chưa bạn? Cái A này là giá trị vừa tính gần nhất nhá. Rồi thì tôi vẫn nhớ là đây, cái giá trị nó lưu vào đây rồi. Bơm mình tính tiếp đây này. Đấy, xong rồi các bạn ạ. Đây, quay về cái tam giác to lúc đầu này, tam giác SAK đây này, tam giác màu đen tính góc này này. Chúng ta biết SA đúng không? Chúng ta biết AK vừa tính là khớp xỉ 0,96. Vậy thì chúng ta đi tính góc, đúng không? Góc của chúng ta cần xác định là cái góc SKA. Đó, là góc này. À, vậy thì chốt lại cái góc chúng ta cần tính. SKA sẽ bằng nào, các bạn theo các bạn là chúng ta biết thằng AK và biết thằng SA rồi đúng không? Thì chúng ta dùng đối trên gì? Đối trên kề, nghĩa là tan đúng không các bạn? Đó, thì đầu tiên là chúng ta tính tan thôi nhá, cho nó dễ nhá. Tan của góc SKA sẽ bằng SA trên AK đúng không? Đấy, các bạn thay vào đi, SA là căn 3 trên 2, còn AK là xấp xỉ 0,96. Thì các bạn nhìn trong máy tính đây này, mình bấm luôn nhá, lấy là căn 3 trên mấy đây? Trên 2 đúng không? Chia cho giá trị vừa tính chính là AN chính là 0,96 đấy. Đấy, nó ra xấp xỉ 0,901. Đấy, các bạn xem là đáp án nào đúng. Thì đáp án C là sai nhá. Tính vào thầy nốt đi xem nào đúng đấy. B ra 0,901 luôn. Ờ, thế đi bạn này mình chọn đáp án gì đây? B. À, thì câu này thầy nghĩ là nếu mà trong đề thi bạn gặp câu này nói chung là cũng là mức độ 8 cộng đấy. 8 cộng đấy, nó không phải quá khó nhưng mà nó tính toán nó khá là lòng măng đúng không? Thì đây là những cái dạng bài khó nhất của dạng mặt bên với mặt đáy nhá. Cho bạn chú ý. Chữa vở đi em. Ừ, em hỏi đi. Thầy câu đấy em chứng minh cho tam giác AMA đồng dạng với tam giác BMA. AMA là tam, không có tam giác AMA. KMA đồng dạng với BMC. Được, được. Dùng tỷ lệ cũng được. Cũng được. Cũng được, không sao. Lúc đầu thì dùng lý đồng dạng ấy, nhưng mà thầy thấy góc tính được luôn, mình có thể tính góc. Thì mục đích là mình vẫn đi tính được cạnh A gì? AK đúng không? Ờ. Đây, cái cách của thầy ấy, là thầy đi tính trực tiếp thì nó hơi bị mất thời gian cái đoạn là chúng ta phải đi tính bốn đáp án đúng không? Nó ra lẻ đúng không? Thế còn một cái cách nữa cũng khá là đẹp nhá. Để các bạn tìm được cái tỷ lệ này ấy, thì các bạn nhìn là chúng ta dùng đồng dạng nhá. Thì các bạn nhìn tham khảo này. Ờ, bây giờ các bạn hiểu cái ý tưởng, các bạn trong Zoom nó ok câu này chưa? Nếu mà các bạn ok thì comment cho thầy bài là gì ạ? 11B cho thầy phần cái chat ạ. Để thầy xóa thì thầy sẽ chữa cái cách hai, nó cách dùng tam giác đồng dạng, dùng tỷ lệ cạnh nhá. Có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Gia Linh, Trường Thành với cả Hà Vi và cả Phương Anh, có bạn nào thắc mắc gì không? Nào bây giờ thầy nói qua cái cách mà chúng ta tính theo cái đồng dạng nhá. Ví dụ các bạn bạn gì là Lan Anh đúng không? Ờ, đây thầy sẽ không tính góc này nữa nhá, các bạn nhìn thầy dùng đồng dạng này. Cả lớp chưa vỡ chưa ạ? Ờ, các em chưa vỡ nhá. Ờ, dùng đồng dạng này xem có đẹp không thì cũng khá là hay. Đây. Đây các bạn nhìn này. Cách 2 nhá. Các bạn nhìn dễ dàng chúng ta có cái tam giác AKM. Nó sẽ đồng dạng với tam giác đỉnh tương ứng à. A thì sẽ tương ứng với cả đỉnh B. À đâu? Góc A này. Góc A này thì tương ứng với đỉnh C. CBM. Đúng chưa? CBM. Nhìn thấy hai tam giác này không ạ? Thì vẫn là hai cái tam giác mà mình dùng có hai góc đối đỉnh nhé các bạn. Thì tam giác vuông có hai góc bằng nhau tương ứng mà hai góc vuông thì là đối đỉnh theo trường hợp đồng dạng hay theo trường hợp góc gì? Góc góc. Là lớp hiểu như thế này đúng không? Vẫn không hiểu à? Quên cái thức lớp 8 à?
góc góc có góc cạnh, có ba trường hợp đồng dạng nhá, cạnh góc cạnh, góc cạnh góc với cả góc góc. Ok chưa? Góc góc thì đúng rồi, đúng đấy. Xong nhá, có hiểu không nhỉ? Tam giác vuông của hai góc vuông bằng nhau nhá, hai góc đối đỉnh bằng nhau thì là đồng dạng, thì đồng dạng nó có tỷ lệ như sau. Cái cách của bạn ý là nghĩa là mình ra đẹp luôn là căn 13 trên 4 ấy, hiểu không? Đó. Thế bước thứ nhất là các bạn muốn tìm tỷ lệ chuẩn, các bạn nhìn trên hình hoặc là cái tên các bạn viết theo đúng tương ứng nhé. Đây thì cái này kiến thức lớp 8 mà tôi không dạy lại đâu. Rồi thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là AK trên BC sẽ bằng AM đấy, trên CM tương ứng này. Rồi. Thì các bạn để ý là bài này mình tính được luôn nhé. BC biết rồi nhé. BC là mấy? BC là 2 căn 3 đúng không? À thôi, viết ngay cho dễ đi. Thằng AK chúng ta tính được luôn sẽ bằng là BC nhân với AM chia cho CM chưa? Đấy, thì AK chúng ta tính như sau này, cũng khá là nhanh. BC thay vào là 2 căn 3 nhé, đúng không? AM bằng 1 nửa BC nghĩa là 1 nhé. Còn CM các bạn nhìn thấy chúng ta tính được luôn. CM thì các bạn nhìn cho tôi luôn là cái tam giác BMC này. Các này vuông ở đâu? Ở mà B đấy thì chúng ta dùng Pythagore. Nghĩa là BM bình, BM là 1 này, 1 bình nhá. Cộng với BC bình là 2 căn 3 bình sẽ là 4 nhân 3 là 12. Đó, các bạn bấm máy tính ra bao nhiêu đây? Nó sẽ là 2 căn 3 trên căn mười mấy? Căn 13 chưa? Có hiểu không ạ? 2 căn 3 9 trên 13. À ừ, rồi đấy em chụp căn thức lên. Đây là em chụp căn thức lên. Tóm lại là ra cái thằng AK chưa? Đúng không? Thế mình lại thay vào đây này. Đã, mình thay đây. Đó, chúng ta có nhá. Sẽ là căn 3 trên 2 chia cho 2 căn 3 trên 10 mấy? 13. Và kết quả các bạn sẽ là căn 13 phần mấy? Phần 4. Nó vẫn là xấp xỉ 0,9. Sẽ phần 2. Phần 4 chưa? Ok chưa? Thì cái cách nếu mà chúng ta dùng đúng dạng nó ra đẹp, còn cái cách của thầy thì làm trắc nghiệm nó vẫn ra ok đúng không ạ? Các lớp hiểu như thế không? Đó, thì cái đạo như nhau thôi nhá. Đó, cho các bạn nhiều góc nhìn. Rồi, đấy thì chúng ta chốt xong câu số 11. Đấy, thì các bạn hiểu không ạ? Cái bài này nhá, thì nói lại này, cái bài này thì cái bước xác định góc nó vẫn dễ như thế, nhưng cái đoạn tính toán nếu người ta cho nâng cao thì người ta chúng ta sẽ tính nó phức tạp, phức tạp hơn. Đó, thì các bạn chú ý cho thầy. Khi em có gì hỏi không em? Cái gì em? À, đây là căn 13. Ừ, thế mình nhập. Ok nhá. Rồi. Còn thầy nghĩ là để cho mà hiệu quả nhất thì các bạn nên về làm nốt cho thầy những câu còn lại trong dạng 1 là câu 12 nhá. Về các bạn làm đi cho nó đỡ mất thời gian. 13 này. Đó. 14. Đó. Có muốn ôn thêm dạng này nữa không? Hay là chuyển sang dạng 2? Sang dạng 2 nhá. Hay như nào đây? Chuyển nhá. Rồi, làm ơn chúng ta đến dạng 2 thì về các bạn làm thấy các cái câu sau. Nhớ là trình bày ra vở để hôm trước có ra bài tập về nhà về hình không nhỉ? Thì nhớ là có mà nhỉ? Tuần trước có, ta bảo là làm vào vở thì anh chị rằng chấm điểm. Đúng không nhỉ? Tuần này không có anh trợ giảng nhưng mà thì nhớ mà. Đấy, về làm câu 13 này, từ câu 13 đến câu số 16 này, à đến câu 17 nhá, à đến câu 18 luôn. 18. Làm ra vở nhá, làm ra vở để tuần sau kiểm tra đấy. Nội quy đâu rất đơn giản thôi. Không làm bài tập về nhà lần thứ nhất, nhắc nhở, ok chưa? Và ở lại luôn, làm luôn ở lớp, nếu không làm bài tập. Đó. Đấy là trường hợp quên nhá. Còn không làm được thì thầy chữa. Ok không ạ? Rồi. Sao em hỏi bài 12 á? Ừ, từ 12 đến 10 mấy? Trình bày ngắn gọn thôi, từ 12 đến 18. Không phải trình bày của tư luận nữa nhá. Chỉ cần xác định góc và tính thôi.
Ok chưa? Làm luôn vào từ tài liệu hoặc là làm vào vở. Ví dụ các em đi học họp thì vở ở đâu đưa đây? Để anh trợ giảng. Ví dụ trong lúc thầy đang giảng, à, tuần sau với thầy dạy bài mới nhá, thì nối vở anh trợ giảng chấm vào cuối lớp luôn. Đó. Bởi vì ấy, các bạn làm thì các anh mới check được xem là bạn nào đang thiếu cái phần gì. Ví dụ câu này rất là dễ mà các bạn làm sai thì chứng tỏ là bạn học ở đấy để nhắc nhở các bạn. Đó. Như là lần một nhá, là nếu mà ok cho quên nhá, thì cuối buổi lại làm. Đấy. Làm luôn ở đấy. Còn không làm được thì anh check luôn. Còn lần thứ hai ấy mà không làm ấy thì vẫn là phải ở lại làm bù, nhưng mà thầy sẽ báo với bố mẹ. Còn lần thứ ba ấy liên tiếp, không phải liên tiếp mà cứ lần ba trong một học kỳ thôi, thầy cho nghỉ học luôn. Bởi vì những bạn đấy là không ý thức rồi. Mà không ý thức thì thầy có dạy hay mấy thì các bạn cũng thế thôi. Đấy, còn những bạn đã ở xa học online thì cái đấy là ý thức rồi, đúng không? Rõ ràng các bạn học họp là thầy phải chăm sóc nó phải là sát sao như thế. Thế bây giờ dạng góc giữa mặt bên với mặt bên thì các bạn nghe đây này. Nếu mà cái bài xác định góc giữa mặt bên với mặt bên thì cái phương pháp xác định nhanh vừa rồi là mình không dùng được nữa, thì bây giờ mình hoàn toàn phải dùng cái bản chất là như sau. Nào các bạn nhìn lên bảng đây, cái phương pháp tổng quát là như này nhá. Cái này là khó hơn đấy, chơi các bạn tập trung nghe này, nó không còn cái phương pháp làm nhanh như đâu mà hoàn toàn mình phải hiểu cái bản chất này. Thứ nhất, góc ra mặt phẳng P với mặt phẳng Q. Đó. Thì bước 1 là các bạn vẫn xác định giao gì? Giao tuyến đúng không? Cái này thì vẫn giống như các bài trước, vẫn là phải tìm giao tuyến. Đó. Và trong hai mặt phẳng, các bạn phải dựng ra được hai đường vuông góc với cả cái thằng giao tuyến màu đen này. Ví dụ trong mặt phẳng Q bạn dựng được đường thẳng gì đây? Đường thẳng A. Đã y ok chưa? Tương tự, mặt phẳng P chúng ta dựng được một đường vuông góc với cả đường thẳng D. Vuông góc cái giao tuyến này. Cũng là tại gì đây? Tại y. Cái keyword là hai đường này đều vuông góc tại giao tuyến tại y. Và lần lượt đại diện cho mặt phẳng. Thì khi đấy góc ra mặt phẳng nó chính là góc giữa hai thằng này. Khá là biểu mặt. Đấy, thì ghi cái tổng quát trình bày như này nhé. Đấy, nó vẫn là P giao với Q tại D. Đấy. Mặt phẳng P chứa đường thẳng A mà A vuông góc với giao tuyến D tại Y. Tương tự P à, tương tự nhầm, ở đây phải là Q nhỉ? Ghi lên là P. Đấy, Q nhá. Đây là P này. P thì chứa đường thẳng B. Đấy, và B cũng vuông với D tại Y. Đấy, thì từ đấy đủ dữ kiện suy ra góc mình cần tìm chính là góc giữa A và đường thẳng B. Đó. Rồi. Thế bây giờ mình chỉ có đi vào đúng cái phương pháp chuẩn ta mới làm được bài này. Thế bây giờ cả lớp nhìn thấy câu 20, tập trung nghe nhé, bây giờ là dạng khó đấy. Khó. Nhớ nghe, đây mới là cái phần mà các bạn sẽ kêu vào hình không gian khó. Và từ giờ đến hết cái phần khoảng cách nó sẽ là những cái bài như thế này, mình chú ý cho thầy. Cái này thì nói rồi nhá, thầy nếu mà các bạn học được theo cái phương pháp của thầy cho ấy và chịu khó làm, đó, chịu khó làm bài và chịu khó hỏi thì bạn mới tiến bộ được, chứ còn không là rất là khó từ cái bài này trở đi. Thì bây giờ mình sẽ xác định nhanh này, hình chóp của đấy là hình vuông tại A, à tam giác vuông tại A. Rồi. Rồi, ok. Đó, ok nhìn nhá. Ok chưa? S A B C. Rồi, chúng ta có AB bằng AC bằng A. AB bằng AC bằng A nghĩa là tam giác này, tam giác cân, đúng không? Đấy, làm trắc nghiệm thì cho là một luôn này. Đó. Tính góc giữa hai mặt phẳng SAC và SBC. Thì bước đầu tiên tôi tìm luôn giao tuyến của hai cái ông này. Là cái gì? Ừ, rõ ràng SC đúng không? SAC à? Và SBC. Đó, hai cái thằng này chung nhau tại anh nào đây? SC đây. Đấy, vào thì là SC, xong bước 1 nhá.
Thế bây giờ các bạn hiểu này, trong đường thẳng A, SAC, tôi phải tìm một đường thẳng A nào đó nó vuông góc được với S gì đây? SC, hiểu chưa? Và trong cái mặt phẳng FBC, tôi có phải tìm một thằng nào đó là đường thẳng B vuông góc với SC. Ok không ạ? SAC với cả SBC thì sao đến là SC thì đúng rồi. Có ai thắc mắc gì không? Đấy. Nhưng bây giờ vấn đề trên hình nó không có. Đó, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn nhìn này, tam giác ABC vuông tại A nghĩa là đấy là vuông cân đấy nhá. Quên mất chưa chú thích cái đoạn này vào. Rồi các bạn nhìn. Thì các bạn ý này, SA cũng bằng 1. Đúng không? Mà AC cũng bằng 1. Thế thì đầu tiên các em phát hiện là tam giác SAC bằng với tam giác SAB. Và hai tam giác này đều dừng xây đây, đều vuông cân tại gì? Tại A luôn. Công nhận thầy nói không? Đầu tiên là mình phát hiện điều này đúng chưa? SAC thì có SA bằng SC, à SAC thì có SA bằng AC bằng 1 mà. Mà lại vuông tại A chưa? Vậy thì vuông cân tại gì? Tại A. Tương tự SAB cũng thế, có SA bằng 1, AB bằng 1 đúng không ạ? Mà cũng vuông tại A chưa? Thế biết tại sao SAB vuông tại A không? Ừ, SA có mặt đáy mà. Rồi, à, mình có hai cái đấy nhá. Cái đầu tiên này, trong cái tam giác màu vàng và cái tam giác màu xanh ấy, thì bạn nhìn cái tam giác nào mà kẻ được đường vuông góc với cả SC dễ hơn? Tại sao SAC? Đúng rồi, bởi vì SAC vuông cân đây này. SAC vuông cân mà tôi xác định một đường vuông góc với SC rất là dễ đúng không? Tôi chỉ cần nối từ A đến trung gì? Trung điểm. Đó, thì các bạn phải chú ý cái keyword này nhá. Và bơ thể vẽ luôn này. Tôi sẽ kẻ một đường từ A đến nối đến trung điểm của SC đúng không? Đây nó sẽ nằm ở đây. Đó gọi là M, gọi là Y đi. Đúng chưa? Đó, thì suy ra luôn chúng ta có AI sẽ vuông góc với SC. Lý do là Y là gì? Là trung điểm của SC. Và cho cái tam giác này nó vuông gì? Vuông cân. Các lớp hiểu như thế nói chưa? Mạnh ok không? Có hỏi gì không em? Rồi. Bây giờ nhá, rất nhiều bạn sẽ làm một cái bước cực kỳ sai lầm như sau này. À em có AI vuông góc với SC đúng không? Em nối BI. Em nối BI vào. Và các bạn bảo luôn góc của em sẽ là góc AIB. Sai nhá, tại sao thì nó sai? Bởi vì khi em nối BI vào ấy, em phải chứng minh rằng là BI có phương vuông gì? Vuông góc SC. Thì khi đấy góc nó mới là góc giữa hai cái đường này. Nhưng mà mình đã chứng minh được đâu? Có hiểu ý thì nó không ạ? Đúng không? Các bạn có căn cứ gì chứng minh thằng BI thì vuông góc? Đấy. Thế với các bạn nhìn nhá, trước khi mình kể thằng BI thì các bạn nhìn này. Cái tam giác màu vàng của chúng ta chưa hề biết bất kể một thông số gì về nó cả. Các bạn công nhận thấy điều này không? Không một cạnh nào mình biết, SB chưa biết nhá. BC chưa biết nhá. SC cũng chưa biết đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta dễ dàng tính được theo beta gì? Beta bo. Ví dụ cái thằng BC này, nhìn trong tam giác đáy, vuông tại A chưa? Vậy thì BC sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình cộng AC gì? AC bình đúng không các bạn? Thì có phải là 1 bình cộng 1 bình là căn mấy đây? Căn 2 chưa? Công nhận không? Tương tự thằng SB cũng thế. Có công nhận SB cũng tương tự không? SB cũng là cạnh huyền của tam giác vuông cân có hai cạnh bằng 1 gì? Thế thì SB cũng là bằng căn mấy? Căn 2. Thế tương tự thằng SC cũng thế chứ? SC cũng là cạnh huyền của tam giác vuông SAC có hai cạnh bằng 1, thì thằng này cũng là căn mấy? Căn 2. Vậy thì dễ dàng chúng ta kiểm tra nhanh, đó là cái tam giác SBC của tôi đó là tam giác gì? Tam giác đều. Bởi vì ba cái cạnh này này, BC, IC và SB đều theo Pythagore và đều bằng căn mấy đấy các bạn? Căn 2. Nếu là tam giác đều thì chắc chắn rằng từ B nối đến trung điểm của SC nó sẽ vuông gì? Vuông góc. Bởi bây giờ tôi lại nói lại, vì tôi lần này tôi tự tin luôn đúng không, tự tin khẳng định với cô giáo là gì, nó vuông góc tại B à, là tại Y quá. Đấy, thì suy ra luôn BI cũng vuông góc với SC tại Y. Và đúng theo cái phương pháp lỗi thể dạy nhá, đây này, một nhỏ này giao tuyến qua mặt phẳng SC này. Đấy, có một đường thứ nhất vuông góc với SC này, có đường thứ hai vuông góc với SC này này, đúng không ạ?
Và quan trọng là hai cái đường AI và BI lần lượt, đúng không? AI thuộc mặt phẳng nào đây? SAC. Còn BI thuộc FBC chưa? Và thì từ đấy suy ra cái góc tôi cần xác định ra mặt phẳng chính là góc giữa hai cái đường AI và BI đúng theo cái định lý. Và ở đây chúng ta góc là AIB. Góc này các bạn ạ. Xong chưa? Đấy, các bạn phải chứng minh được tới như thế. Và bên cái bước còn lại chúng ta đi tìm góc nha các bạn nhé. Nào, bởi theo các bạn là góc chúng ta là góc gì? Góc cosin. Thì các bạn nghe này, với cái dạng bài này thường góc của chúng ta nó không nằm trong tam giác vuông đâu các em ạ, mà nó nằm trong tam giác thường. Mà động này tam giác thường muốn đính, muốn tính cốt của một góc ấy, thì các bạn dùng định lý gì? Định lý cốt. Đấy, cái định lý cốt thì tính như thế nào? Rất là dễ thôi, các bạn chú ý thầy chúng ta làm như sau. Thứ nhất nhá, dạy các bạn cái mẹo này này. Bây giờ mình biết là góc alpha có rồi đúng không? Là góc AIB này. Bây giờ các bạn ghi định lý cốt cho thầy như sau. Đầu tiên nhá, các bạn còn nhớ Pythagore có đúng không? Bây giờ các bạn nhìn cái góc Y này của chúng ta đối diện với cạnh nào trong cái tam giác AIB. Từ từ thầy, để thầy đánh dấu cái góc của tam giác này vào này. Nó nằm trong cái góc Y này đối diện với cạnh nào đây? Cạnh AB đúng không? Thì viết gần giống Pythagore nhá. Đầu tiên là AB bình. Xong chưa? Nếu mà là Pythagore thì là AB bình sẽ bằng gì ạ? Pythagore là bình phương một cạnh sẽ tổng bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại đúng không? Thì là AB bình rồi thì sẽ bằng AI gì? Cộng với cả Y gì? IB bình chưa? Đây là Pythagore này, nhưng đoạn sau sẽ khác một chút này. Trừ đi hai lần tích của hai cái cạnh này chính là cái cạnh tổng các bạn vừa lấy. Nghĩa tích của AI nhân với Y gì đấy? IB. Và nhân cốt góc xen giữa hai cái đường này thì chính là cái góc Y mình đang tính đấy các bạn. Cốt của góc AI gì đây? AIB. Đây là công thức định lý cốt trong tam giác thường mà hồi lớp 10 các bạn học nhá. Và đây thì thầy đang dạy các bạn cái mẹo để các em nhớ công thức này một cách vô cùng đơn giản. Đấy, mà không cần phải đi học vẹt lại cái công thức tổng quát. Muốn tính đây này, nhìn này, đầu tiên thì nói nhá, nhắc lại một lần nữa này. Muốn tính góc nào thì bạn đầu tiên bạn viết cái cạnh đối diện của nó. Được chưa? Đoạn đầu tiên thì gần giống Pythagore gì? Pythagore, đúng không ạ? Sau đấy trừ đi tích hai lần cái cạnh bên này, bên phải. Đó, AI với IB. Sau nhân cốt cái góc trong tam giác tính. Thế thì từ đây các bạn đặt ra cái câu hỏi là nếu mà để tính cốt cái góc alpha của chúng ta ấy thì tôi phải biết ba cái cạnh, đúng không ạ? Thì bài này mình biết cạnh AB rồi, AB bằng 1 để bài cho sẵn rồi. Đấy, AB là xong nhá. Đấy, AB 1 này. Bây giờ AI biết chưa? Chưa. Nhưng để ý này, AI là đường trung tuyến ứng với một nửa cạnh gì? Cạnh huyền. Thì bằng một nửa cạnh huyền chưa? Và SC thì vừa bảo là trong tam giác AB, SBC đều mà tất cả các cạnh đều bằng căn mấy đây? Vậy thì thằng này là căn 2 trên 2. IB tương tự chưa? Được cái gì mà cần sai mét? BA tương tự ở đâu ra? IB có phải là đường trung tuyến đứng với cạnh huyền không? Tam giác SBC có phải tam giác vuông không mà gần? SBC tam giác gì? Đều nhá. Bơ thầy dạy các bạn cái công thức tính nhanh này này, nhớ cho thầy nhá. Tam giác đều cạnh là A ấy thì đường cao luôn bằng A căn 3 trên mấy đây? Trên 2 để làm trách nhiệm nhá. Thế bài tam giác đều cạnh là căn mấy? Căn 2 chưa? Thế thì suy ra cái đường cao IB này sẽ bằng là đây, cạnh là căn 2 chưa? Đấy, A là thay bằng căn 2 này. Căn 2 nhân căn 2 trên mấy? À, căn 2 nhân căn 3 trên 2. Giúp họ sẽ bằng căn 6 trên 7 đây. Căn 6 trên 2. Đấy, các bạn thay vào đi các bạn sẽ tính được. Vậy thì tóm lại cốt alpha của chúng ta thì ghi công thức nha. Các bạn tự lắp công thức tính này sẽ bằng AB bình này. Trừ đi AI bình. Trừ đi IB bình. Chia cho tích 2 lần. À, trừ 2 lần của AI. Nhân với IB. Đấy, tất cả những cái cạnh này thầy đã tính hộ các bạn hết rồi. Các bạn sẽ thay và cho thầy tính cho thầy xem đáp án là gì. Xong bài. Những bạn ở trong Zoom hiểu câu này thì comment thầy số 20 phần cái chat nhá.
Và các bạn tính cho thầy luôn đáp án là bao nhiêu? Tính cho thầy đi ạ. Bạn nào không hiểu hỏi nhé, thầy hướng dẫn nhé. Thầy giải lại nhé. Đáp án gì đấy các bạn? C. C à? C đi. C. Ok, thầy tìm các em đi nhá. Được chưa? Khó không? Đấy, bài này nghe có vẻ khó nhá. Mà bài này còn dễ đấy các bạn ạ. Bài này là bài dễ của cái dạng 2 đấy. Đơn giản đâu. Hằng sao rồi? Hỏi đi. Ok chưa? Ừ, tốt quá. Con tắt bớt đèn cho nhìn cho rõ. Ờ bạn 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 lắp à bạn vẫn tắt rồi. Thế không bảo. Rồi chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nha các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ sang cái câu tiếp theo, câu 21 này. Đó, câu này khó hơn nhá, tập trung nghe này, câu 21 này. Hình nó vẫn là như vậy. Đó, nhưng mà khoai hơn đấy các bạn, làm tập trung nhá, câu 21 nhá. Vẫn là hình chóp tam giác ABC. Ok. Nói chung là các bạn không hiểu đâu, các bạn hỏi luôn nhé, để thầy giải thích. À, còn nếu mà các bạn hiểu rồi thì thầy đội ơn các bạn. Cái gì em? Ở dưới này mình vuông ở đâu thì mình đổi đỉnh theo cái đấy tương ứng mà được mà, thoải mái mà, không vấn đề gì em ạ. Ở đây nhá. Thôi thầy vẽ lùi cái góc ra ngoài đi cho nó trưng bày đó. Rồi. Thầy nói lúc ấy thầy liền nói là tính toán có bị nhanh quá không? Ừ, bởi vì thực ra thầy nhầm được, thầy sợ nó nhanh quá không hiểu ấy. Chứ còn nó máy bút làm sao thầy toán tự nhiên. Rồi các bạn nhìn nhá. Bài này nan này nhưng mà khó hơn nhiều đấy. Tam giác vuông tại B, ok. Rồi các em nhìn này. Nào lại nói chuyện rồi, nào trật tự nào. SA bằng 2 nhá. Ở AB bằng 1 này. BC bằng căn 3 này. SA góc mặt này, ok, vẫn là góc giữa SAC với cả SBC đúng không? Đấy. Tại sao thì bảo khó hơn? Thứ nhất các bạn nhìn luôn như này.
Hai mặt phẳng này giao tuyến là gì? SC đúng không? Đúng rồi, viết nó ra SAC giao cả SBC và SC. Đấy. Bây giờ cái target của chúng ta là đi nhìn vào cái thằng giao tuyến SC này. Cái vấn đề là trong hai cái mặt phẳng SAC và SBC kẻ đường nào cũng gọi SC bây giờ. Thì vẫn như bài trước là chúng ta phải nhìn xem là cái tam giác SAC và tam giác SBC là nó gì đúng không các bạn? Thì thứ nhất là SAC của chúng ta có vuông cân không thì mình phải tính nốt thằng AC ra nhá. Mình tính luôn nhá. Nhưng mà này mình tính được cạnh nào mình luôn nên tính trước luôn ngay từ đầu. AC bạn nhìn vào trong tam giác đáy thôi, vuông tại B thì mình dùng luôn Pythagore là AC sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với BC bình. Thay vào các bạn sẽ có là 1 bình cộng với cả này là 1, 1 bình là 1 đúng không? Thay bình phương đây là 3. Vậy là căn 4 bằng mấy? Bằng 2. Nếu mà AC bằng 2 ấy, thì hai cái này bằng nhau chưa? Đấy. Thế tam giác SAC vuông cân tại A. Thế thì vậy là để kẻ được đường vuông góc với SC, chắc chắn là chúng ta sẽ lấy Y là trung điểm. Y là trung điểm nhá của AC. Và từ đấy suy ra luôn là các con Y là trung điểm của SC chứ. Đó, thì từ đấy suy ra luôn là AI sẽ vuông góc SC đúng không các bạn? Đó, mình lấy luôn trên hình nhá, đây này. Y này. Đấy, đúng chưa các bạn? Đó. Thế trong tư tưởng của mình ấy là trong cái tam giác SBC là kiểu gì tội nối BI vào đúng không? Đấy, rất nhiều người sẽ ghi đến cái việc đấy. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là nếu mà tôi nối BI vào thì nó có vuông góc với cả SC không? Mình có chứng minh được điều đấy không? Đấy mới là cái vấn đề. Thế mà mình lại nhìn với thằng SBC xem mình tính được những cạnh gì nhá. Thì nếu mà trong tam giác vuông SAC chúng ta có anh SA bằng căn bằng 2 ấy, mà AC bằng căn bằng 2 ấy, thì thầy cũng dạy các bạn cái mẹo luôn này. Đó là nếu mà chúng ta có tam giác vuông vuông cân nhá. Đó, cạnh là A nhá. Thế thì cái cạnh huyền ấy luôn bằng A nhân căn mấy? A căn 2. Đó, mẹo tính nhanh ấy. Thế thì bài này các bạn nhẩm là bài này tam giác SAC vuông cân tại A mà cạnh là bằng 2 chưa? Thế thì SC các bạn lấy là 2 nhân thêm căn mấy đây? Căn 2. Đó. Rồi nhá, SC biết căn 2 này. BC thì bằng căn 3 này, tính nốt SB luôn nhá. SB thì chúng ta tính trong cái tam giác SAB. Đó. SB sẽ bằng cái gì ạ? Căn bậc 2 của thằng SA bình đúng không? SA bình cộng với AB bình thì nhẩm là 1, 2 bình là 4. Ở thằng này là 1, vậy là căn mấy đây? Căn 5. Đấy. Cái vấn đề của anh ăn là bài này là cái tam giác SBC của tôi ấy, đây là cái tam giác chứa của cái mặt phẳng này này, nó lại không là một tam giác gì đặc biệt cả. Chứng minh là như thế nào? Bài này thì cái tam giác SBC là không cân này đúng không? Không đều rồi nhá. Nếu mà cùng lắm thì nó chỉ có thể là gì? Là vuông thôi. Nhưng mà vuông thì chắc chắn BI cũng không bao giờ vuông góc. Đúng không? Đường trung tuyến làm sao vuông góc trong tam giác vuông được. Vậy thì cái việc là nếu mà các bạn đi kẻ cái đường BI vào là thất bại ngay từ trong trình nước. Bây giờ đấy bài này bài khó hơn đấy. Đúng không? Đó. Bơ làm như thế nào đây? Bơ các bạn nhìn nhá. Vậy là khi chúng ta khẳng định được luôn là vì cái tam giác SBC là không là gì đặc biệt mà chúng ta khẳng định luôn chắc chắn B không vuông góc rồi. Vậy thì tôi vẫn kẻ từ B một đường vuông góc với cả SC tổng quát. Đó. Vẫn làm như thế. Tập trung nghe này nhá. Thầy kẻ này. Ở đây thì gọi là BK à BH đi. Vuông góc với SC. Chắc chắn là không thể nổi đến đi được đúng không ạ? Nó rất là rõ rồi. H điên đấy nhỉ. Đây nhá, giả sử ở đây này. Đó. Đến đây thì chúng ta sẽ có hai cách làm. Bạn tập trung nghe nhá.
Cả lớp nhìn lên bảng. Nào Yến Nhi nhắn bảo em. Bài này các bạn nhớ không ạ? Trong cái hình của chúng ta tổng quát lúc đầu ấy là từ cứ từ một điểm vuông góc với cả ở trên giao tuyến ấy. Và chúng ta xác định được hai cái đường vuông góc với cả giao tuyến tại một điểm Y thì chúng ta sẽ xác định được góc, đúng không ạ? Nhưng bài này chúng ta ngoài cái điểm chân hình là chỉ được một điểm thôi, nhưng mà bài này chúng ta là có mấy điểm đấy các bạn? Hai điểm. Đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ có hai cách làm. Đó, hai cách làm. Thì các bạn nhìn này, bài này các bạn kể từ Y dựng ra một đường vuông góc với giao tuyến SC trong mặt phẳng SBC cũng được nhá. Đây thầy nói có hai hướng kể này. Nghe phân tích kỹ. Ví dụ nhá. Đây có bạn sẽ tư duy như này. Bây giờ em sẽ làm tiếp như sau này. Để xác định được góc, cách 1, em sẽ từ Y em kẻ đường song song với cả thằng BH. Từ Y kẻ đường IE song song với BH thì chắc chắn từ đấy suy ra là IE nó sẽ vuông góc với cả SC, đúng không các bạn? Đấy, các bạn nhìn từ Y nhá. Các bạn công nhận không? Đấy, song song với BH thì vuông góc với cả SC chưa? Thế đây thầy gọi đây là đường IE, nghĩa là ở đây là E luôn này. Đó. Thế thì khi đấy chúng ta có luôn, đúng không? Trong cái mặt phẳng SAC có đường AI vuông góc với giao tuyến tại Y, SBC có đường IE vuông góc với giao tuyến tại Y chưa? Vậy thì góc giữa hai mặt phẳng chính là góc giữa cái đường A, IA với cả I gì? IE là góc này. Đó. Nghĩa là xác định được góc luôn đấy. Sẽ là góc alpha sẽ là góc AIE. Đấy là cách thứ nhất. Tôi chưa nói đến việc đi tình nhá. Mình đi xác định góc luôn. Các bạn nhìn tiếp này. Thế có như bạn bảo em không thích kể từ Y mà em kể từ H thì sao? Thì từ H, các bạn nhớ không? H là nằm trên BH rồi. Vậy thì khi đấy là từ H mà bạn muốn dựng góc ấy, thì bạn phải kể song song cả AI ấy. AI, AI. Bây giờ tại sao phải kể song song AI không? Bởi vì là mình đang muốn dựng một đường vuông tại H trong tam giác SAC gì? SAC mà. Đó. Tương ứng. Cả lớp hiểu chưa? Đấy, có hai cách mà các bạn nhìn thấy hai góc này bằng nhau chưa? Như nhau. Đấy, cách hai nhá. Là từ gì đây? Từ H. Tôi kể đường gọi là HK đi. Song song với AI. Thế từ đấy cũng suy ra là HK sẽ vuông góc với SC, đúng không ạ? Và góc của chúng ta tương ứng sẽ là góc, đây là K nha các bạn nhá. Đó, thì tương ứng góc sẽ là BH gì? BHK. Đấy, các bạn chữa cả hai cái cách xác định góc này đã. Sau thầy sẽ phân tích là với cái hai cái này thì cái thằng nào nó dễ tính hơn. Đó. Đầu tiên là nếu mà các bạn hiểu cái đoạn xác định góc này rồi, các bạn comment cho thầy sự góc phần kênh chat nào. Đó, phần kênh chat. À, bây giờ đi tính nhá. Yến Nhi ok không em? Bạn nào không hiểu thì hỏi thầy nhá. Đức Mạnh ok không nhỉ? Rồi. Đó, đi tính này. Thì bài này nhá, thiên đường nhá, thầy nói thật với các bạn ấy, các bạn nhìn là bài thông cho thông số cạnh ở đâu? Bài này mình xác định xong rồi, bây giờ các bạn nhìn toàn bộ những cái cạnh người ta cho ở đâu đây, ngoài thằng SA ra. Nằm ở gì đáy đúng không? Thì các bạn nhìn xem là cái góc màu xanh, góc màu đen ấy, thằng nào liên quan đến dưới đáy. Tam giác góc màu xanh thì nằm trong tam giác màu xanh đúng không? Mỗi nốt cái thằng AE nhá. Các bạn nhìn xem là cái tam giác màu xanh hay là tam giác màu đen nó nằm dưới đáy. Nó liên quan đến dưới đáy. Không trả lời được à? Thằng xanh với thằng đen nào liên quan đến dưới đáy? Đen đúng không? Bởi vì trong thằng màu đen có thằng B gì? BK nằm dưới đáy. Công nhận không? Công nhận thấy điều này chưa? Vậy thì chắc chắn là nếu mà tôi là người thông minh thì tôi biết là bài này tôi phải tính ra thằng màu gì? Màu đen là thằng hợp lý nhất. Bởi vì là những cái dữ kiện dưới đáy sẽ giúp chúng ta tính được bên này. Còn các bạn đi làm thằng màu xanh thực ra vẫn tính được, nhưng mà làm sao đây? Nó dài. Hiểu không ạ? Thế bây giờ nếu mà đi làm với đoạn tính góc thì mình tính ra thằng màu đen nhé. Bây giờ các bạn nhìn này. Chú ý đoạn này cực kỳ hay nhé. Thầy sẽ chứng minh cho các bạn này. Bây giờ tôi sẽ chốt là tính ra với thằng BHK. Đó, thì vẫn là tư duy như mọi khi thôi. Chúng ta tập trung vào cái tam giác BHK, chúng ta sẽ phân tích xem chúng ta có những cái gì.
thì hiện tại trong tam giác này không biết nó là tam giác vuông hay tam giác thường. Có công nhận với thầy điều này không? Mà cũng không biết bất kể một cạnh nào. Hay nhưng mà nếu mà bạn nào thông minh, bạn sẽ ý những điều sau này. Bạn sẽ phát hiện là chúng ta có thằng SC nó vuông góc với cả thằng KH. Đúng không? Mình kể nó như thế mà, vuông góc với sao tuyến mà. Đây đây. SC vuông góc KH đây đấy. Từ lúc đấy mình kể song song này. Với cả AI ấy. Chúng ta lại có SC vuông góc với cả thằng gì đây? Thằng BH. Vậy thì chắc chắn rằng SC sẽ vuông góc với cả cái mặt phẳng BH gì? BHK. Cái này chắc chắn các bạn biết đúng không ạ? Ok chưa? Thế từ đấy có phải là SC sẽ vuông với cạnh còn lại trong cái tam giác này không? Chính là thằng B gì? BK. Đây là cái vấn đề thứ nhất, nếu bạn nào thông minh bạn phát hiện điều này nhá. Xong chưa? Mà các bạn ý là thằng SA cũng vuông với BK không các bạn? BK nằm trong mặt đáy, SA là đường cao thì SK vuông góc với cả BK chưa? Đúng không? Rồi. Đấy, BK vuông góc với hai đường thì nó sẽ vuông với cả cái mặt phẳng trừ hai cái cạnh này. Nghĩa là BK tôi sẽ vuông với cả SA gì? SAC. Xong chưa? Mà khi cái thằng BK thì các bạn nhìn thấy cái đường BK mà nó cắm trực tiếp với thằng SAC ấy. Cái đường này này. Vuông góc chưa các bạn? Thì nó vuông góc luôn cả thằng H gì? HK. Suy ra luôn một điều tuyệt vời là tôi đang cần. Suy ra là BK sẽ vuông góc với cả HK. Vì HK nằm trong SAC mà các bạn. Mà mục đích chúng ta chứng minh ở đấy để chúng ta có cái tam giác màu đen của chúng ta, tam giác gì vuông tại đâu đấy ạ? Vuông tại K. Đấy là cái chúng ta đang cần. Cả lớp hiểu chưa? Vuông tại K chưa? Đấy. Khi mà tôi có anh này vuông tại K ấy, thì tôi muốn tính góc BH ngay thì tôi chỉ cần tính mấy cạnh đây ạ? Hai cạnh là xong. Thì đầu tiên là các bạn phải phát hiện nhanh cái điều này nhé. Rồi bây giờ chúng ta nhìn tiếp này, hai cạnh mình tính cạnh nào, đúng không? Rồi bài này thì thầy sẽ tính cho các bạn nhé. Đoạn sau này khá là khoai. Thứ nhất thầy sẽ tính cho các bạn cái thằng BK, dễ dàng tính từ theo hệ thức lượng. Đó, tại sao? Các bạn nhìn thấy trong tam giác vuông SAB, à tam giác vuông ABC, vuông tại B chưa? Đường BK là đường cao ứng với cạnh nguyên á, đường cao ứng với cạnh nguyên dùng hệ thức lượng luôn là 1 trên BK bình sẽ bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên B gì? BC bình đúng không? Thế thì dạy các bạn cái cách bằng mình tính rất là nhanh này này. Nó lên tính ra lắp nhá. Đầu tiên nhẩm này, AB là 1 đúng không ạ? Thế thì 1 trên 1 là 1 chưa? Cộng với cả thằng 1 trên BC bình, BC bình là căn 3 đúng không? ABC là căn 3, bình phương đây là 3. Vậy thì ở đây là cộng với 1 trên BC bình, nghĩa là 1 phần 3. Đó, thì bạn muốn tìm BK thì đầu tiên bạn khai bạn căn bậc 2 này. Không chưa? Xong rồi nghịch gì? Nghịch đảo. Đó, căn bậc 2 xong nghịch đảo nhá. Chúng ta có luôn thằng BC, BK sẽ là bằng căn 3 trên mấy? Căn 3 trên 2. Đó. Xong một nửa bài rồi đấy. Đã xong là 2 phần 3 rồi. Biết BK nhé. Bây giờ trong cái tam giác này chúng ta sẽ đi tính KH hay là đi tính BH bây giờ? Thì các bạn ý này, xem có gì đặc biệt em nhỉ. K ở đây không là trung điểm nhé. K với H ở đây không có tính chất gì đặc biệt nhé. Mình hoàn toàn nhìn xem này. Ơi nó to lên, tam giác nào? Cái kia là cái gì? Đúng rồi. Hệ thức lượng trong tam giác vuông các bạn xét lại cái thức lớp 9 nhá. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu rõ thì xét lại cái thức lớp 9. Còn ở đây dễ nhất là dấu hiệu là trong tam giác vuông mà có đường cao ứng với cạnh gì? Cạnh nguyền. Thì các bạn nhìn là BK đường cao ứng với cạnh nguyền AC chưa? Thì mình dùng được công thức này. Chỉ ứng với cạnh nguyền mới được dùng thôi nhá. Đó. Bây giờ thì khả bài này khả năng thì chúng ta sẽ đi tính thằng HK, nhưng mà để thầy xem cách nào tính cho dễ này. Thằng AI mình không tính được nhá. Bởi vì AI là nó là đường trung tuyến ứng với một nửa cái huyền đúng không? Tam giác SAI lúc ấy chứng minh là tam giác gì nhỉ? SAI tam giác cân. À SAI tam giác cân. À không phải SAI mà SAC là tam giác cân này. Thì AI mình sẽ tính được. Đó, nó sẽ bằng căn 2. Bây giờ HK thì chúng ta tính
khả năng là sẽ tính theo thằng AI đâu. Thực ra là tính nghĩ ra cách tính rồi, nhưng mà nó thì chưa biết đấy là cách nhanh nhất chưa. Để mà các bạn đợi các bạn nghe nhá. Thầy sẽ đi tìm nốt thằng AI là xong này. À, bây giờ AI tôi sẽ tính thông qua thằng đây, giải thích nhá, các bạn chú ý này. Vì tam giác SAC là tam giác vuông cân tại A đúng không? Đấy, lúc ấy chúng ta vừa đi tính AC thì đấy là Pythagore là bằng 2 đấy. Thì chúng ta sẽ có AI là đường trung tuyến ứng với một nửa cái nguyên, mà SC lại tính bằng căn 2 trên 2 rồi. Thế thì AI bằng một nửa và SC trên 2, nghĩa là bằng căn 2 luôn. Rồi, AI biết nhá. Bây giờ tính KH ấy, đúng không? Một kia là chúng ta đưa về tính chạy KH màu đen trong tam giác màu đen này thì à đề bài vào tính cốt nhỉ, đồ trên nguyên này. BH à. Thế thì bài này thầy đi tính BH đi, nó sẽ đẹp hơn đấy, bởi vì nó đang đi tính cốt các bạn ạ. Cốt là kề trên huyền. Thực ra bài này mình tính KH hay là tính thằng BH đều được. Đều được nhá. Nhưng mà thôi thầy sẽ tính thằng BH trước. Đây thầy sẽ tính cho các bạn góc đẹp luôn. Nào bây giờ mình sẽ đi tính BH các bạn ạ. Các bạn nhìn này, mình không tính AI nữa, bởi vì AI tính cái thằng HK nó hơi lâu. Bây giờ các bạn tập trung nhìn cho thầy cái thằng BH. Thầy sẽ chứng minh cho các bạn là tam giác SBC cũng tại B nhá. Cái này thì rất là dễ thôi. Các bạn nhìn này. Thứ nhất chúng ta có là BC móc với cả AB chưa? Công nhận với thầy điều này không? Mà BC móc với cả S gì đây? SA đúng không? Vậy thì suy ra BC sẽ vuông góc với mặt phẳng trừ hai cạnh AB với SA. Chính là vuông góc với cả mặt phẳng SA gì? SAB. Đúng không ạ? Vậy thì suy ra là BC sẽ vuông góc nốt với cạnh còn lại của tam giác SAB, chính là S gì? SB. Nó sẽ vuông ở đây này. Đấy mà các bạn nhìn cái thằng BH ấy. BH có phải là lại là đường trung, lại đường là đường cao ứng với cạnh nguyên không? Thì lại dùng cái thức lượng. Đó. 1 trên BH bình lại bằng 1 trên SB bình, bởi vì SB với cả BC mình tính hết được rồi mà. Cộng với 1 trên BC bình. À, mình lại tính BH nhé, bạn lên mình tính ra. À, thế là xong rồi đấy, xong bài đấy. Mình thay vào nhá. Thằng SB với tính là căn 5 đúng không? Pythagore ở trong tam giác SAB ấy. Đấy, thì SA là 2, còn AB là 1, vậy là căn 5. Thế thì ở đây là 1 trên SB bình, nghĩa là 1 phần 5. Cộng với cả thằng 1 trên S, 1 trên BC bình là 1 phần 3. Đúng không? Rồi, căn bậc 2. Rồi, nghịch đảo nó lên. Kết quả là căn 30 phần 4, quả 30 tháng 4 luôn. Giải phóng miền Nam. À, sắp đến 30 tháng 4 nghỉ lễ các bạn ạ. Đó, thế thì ở đây chúng ta sẽ có BH sẽ bằng căn 30 phần 4. À, xong bài nhá. Bây giờ trong tam giác màu đen tôi biết hai cạnh rồi, bây giờ nó hỏi cốt đúng không các bạn? Tính cosin này. Thế thì bây giờ mình muốn tính cosin này mình dùng kề trên nguyên đúng không? Mình tính nốt cái thằng cạnh nguyên ra là xong bài. Đó, thế thì chốt hạ chúng ta sẽ có là cạnh nguyên là thằng vuông ở đâu nhỉ? Vuông tại K thì cạnh nguyên BH biết rồi. Vậy thì mình cạnh kề là cái cạnh KH. Mình có thể tính thằng KH ra. Rồi KH sẽ bằng căn bậc 2 của cái thằng BH bình trừ đi BK bình. Các bạn bấm một thời xem bao nhiêu đây. Cả hai thằng màu xanh trừ đi nhau này. Đây thằng này trừ đi thằng này này. Bao nhiêu? Bấm lên. Bao nhiêu các bạn? Xấu kệ nó. Các bạn nhớ? 3 căn 2 trên 4 à? Đẹp hơn gì xấu đâu mà xấu. Các bạn lưu truyền đấy. Đẹp như thế này còn bảo xấu. Vậy suy ra cái cốt của chúng ta đúng không? Đấy, cốt thì bằng gì? Kề trên huyền, nghĩa là bằng KH. KH trên cái gì nhỉ? Trên BH đúng không? Đấy, 3 căn 2 trên 4 chia cho căn 30 trên 4. Đẹp thế còn gì nữa, muốn gì nữa hả các bạn? Bao nhiêu? Căn 15, à căn bao nhiêu? Căn 15 trên 5 là C của đáp án câu 22 mà. Câu trêu thế ạ?
Cứ đọc đáp án chuẩn đi đã. À thế nhở, mình đang làm câu 21 mà. Ra bao nhiêu? Không xa à? Nhầm kém nhở. 3 căn 2 chia căn 30 giúp gọi ra bao nhiêu? Cái gì? Căn 15 chia 5 à? Ờ, sao thì sao đáp án của bài ở dưới nhở? Ảo mai nhở? Căn 15 phần 5 đúng không? Căn 15 trên 5 chính là đáp án A các bạn chưa thấy à? Căn 3 trên căn 3 trên 5, chúng phân tích trở là căn 15 trên 5. Đúng chưa? Bài này đáp án gì đây? Đáp án A. Công đừng chuyên quá. Chờ vở đi nhá. Mấy bạn trong Zoom ok chưa? Nếu mà ok rồi comment thầy 21 này. Câu này nó luôn trong đấy thì nó mới độ 8 cộng. À, có thể 9 cộng. Nếu mà các bạn đi thi với bạn nào đề dễ thì 9 cộng. Chép vào vở đi cho anh ơi. Ơ kính có kính mà. Bỏ kính bỏ khẩu trang ấy. Ôi, bị Covid chưa? Nghe không nhở? Chưa à? Ờ chưa thôi cứ đeo mà. Này tính dài nhỉ? Thực ra là thầy viết là cho các bạn hiểu thôi chứ còn cái đoạn chứng minh vuông góc ấy các bạn. Nhưng đoạn chứng minh vuông góc thì mình không cần phải viết ra đúng không? Nhưng mà mình không nhẩm được thì mình viết ra cho bạn dễ hiểu thôi. Đó. Chưa đi xong rồi thầy còn xóa, còn chưa cái câu ở dưới. Thế bây giờ phải cho các bạn tự làm chứ còn câu nào thầy cũng chưa này chết dở. Câu 22 thì tương tự nhá, 22 cho mày nhà làm cái form vận hình nó vẫn là như thế rồi, nó chẳng có gì khác cả. Đó. Đúng chưa? Có gì khác đâu. Khiêm ok cho hỏi không em? Chữa rồi nhá. Thì đây là kiểu bài rất hay thi nhá. Đấy, chú ý thầy cái câu 21 này, câu 21 hay thi lắm. Nào bây giờ cho bạn cho này làm câu 23 nào. Bây giờ câu này cho bạn tự làm. Đó. Đúng bây giờ là 9 giờ tròn nhá. Bây giờ thầy cho đúng 9 giờ 5 thì chưa? 23. Tự làm. Thầy nhắc lại này, hình chóp đều ấy, hình chóp đều thì đường cao là từ đỉnh hạ xuống tâm của đáy, mà hình chóp đều thì đáy là hình vuông nhá, thì tâm đáy là gì? Là giao hai đường chéo. Đó nghĩa là các bạn nhớ thầy là SO sẽ là đường cao này. Các bạn làm thầy gợi ý mỗi thế thôi. Đó, làm đi. Câu 23 nhé, tính góc cosin của hai cái SAB và SAD đúng không? Rồi, SAB và SAD à? Rồi, các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 là giao tuyến đúng không ạ? Giao tuyến của tôi là gì? Là gì đấy các bạn? SA đúng không? Rồi, cái tên mới là SA rồi. Tô màu rồi, đây là đây. Đấy, bây giờ cái tam giác SAB đâu ạ? SAB, SAD. Hả? Bây giờ thứ nhất là bài này là ở người ta hình chóp tứ giác đều. Với các bạn nhớ tính chất hình chóp tứ giác đều không? Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau. Đấy. Mà bài này người ta cho cạnh bên bằng cạnh gì đấy? Cạnh đáy. Thì các bạn hiểu ngay cái tam giác SAB chúng ta là tam giác đều chưa? Bởi vì hai cạnh bên SA bằng SB này. Và nó bằng luôn cả cạnh đáy AB chưa các bạn? Tam giác đều. Thế thì tam giác đều mà tôi kể một đường vuông góc với cả SA thì nó là một điều là gọi là quá là đơn gì? Quá là đơn giản. Đúng chưa? Vì tôi chỉ cần kể lấy trung điểm thôi. Đấy, thầy gọi là trung điểm là Y nhá. Thầy kể đường SI vào. À, B và chắc chắn vuông góc không, vuông góc là điều không thể tránh khỏi đúng không? Đấy, vuông góc luôn. Và thì đời đây chúng ta có là tam giác SAB đều thì chúng ta lấy Y là trung điểm nhá của SA.
sinh ra luôn là BI sẽ góp ra. Rồi. Tiếp theo các bạn nhìn như thế vào cái tam giác SAD thì có cái gì đây? SAD em thấy chưa? Hai tam giác này bằng gì? Bằng nhau. Đúng không? Người rốt lắm thì hiểu là gì? Tất cả các mặt bên của cái thằng hình chóp tứ giác đều luôn bằng nhau. Vậy thì tương tự tam trong tam giác SAD tương ứng đúng không? Cũng nếu mà Y là trung điểm SA thì suy ra gì đây? DI sẽ góp với cái SA. Bài này thì nghĩ là quá dễ rồi. Đúng không ạ? Và cũng vuông gì? Vuông góc. Đấy. Các bạn thấy ngay là trong ngay SAB chúng ta có thằng BI. Trong SAD ta có thằng D gì đây? DI đều góc SA chưa? Vậy thì suy ra luôn cái góc tôi cần xác định là góc DIB. Là không này. Đúng không các bạn? Xong nhá. Bơ đi tính cosin góc này nhá. Thì bạn phân tích của thầy tam giác này tam giác gì? Đều. Ừ, tự tin đấy. Nào bơ thứ nhất nhá, thầy dạy các bạn cách tính này. Trong tam giác DIB ấy, thứ nhất chắc chắn DI bằng IB chưa? Bởi vì nó đều là đường cao của hai tam giác đều bằng nhau đúng không ạ? Và thầy Giang vừa dạy bạn cách tính nhanh rồi. Tam giác đều cạnh là A. Nghĩa là cái cạnh AB bằng 1 đúng không các bạn? Mình cho A bằng 1 đi. Có nhớ công thức không? Tam giác đều cạnh A thì đường cao là A căn 3 trên mấy? Thế nên cái thằng này là bằng căn 3 trên 2 luôn. 1 nhân căn 3 trên 2. Bơ thì tính DB nhá. Thì nhớ thầy tính chất này. Hình vuông cạnh A nhá. Thì đường chéo luôn bằng A nhân căn mấy? Căn 2. Mà hình vuông ở đây chúng ta đang thay A bằng 1 chưa? Vậy thì cái thằng DO ấy của tôi là bằng căn 2 được không ạ? À, DB chứ nhỉ? Nhầm. DB bằng căn 2. Thế thì sao đây? Thế thì làm sao mà nó tam giác đều được? Các bạn nói đều là các bạn sai bét rồi. Nó là tam giác cân tại Y mà thôi. Đúng chưa? Rồi, nhưng mà không quan tâm thầy dạy định lý cốt chưa? Ồ, định lý cốt thì nhớ đây này. Bây giờ mình sẽ viết định lý cốt theo phiên bản gọi là đẳng cấp nhá. Phiên bản đẳng cấp đây này. Bạn nào mà rút thì bạn lại viết lại như lúc đấy. Muốn tính cốt của góc DIB thì bạn nhìn góc góc Y này của chúng ta đối diện với cạnh nào đây? DB đúng không? Viết DB ở đây. Đấy, phiên bản tính trực tiếp luôn nhá, không thể viết thông qua định lý cốt bình thường đâu mà mình tính luôn góc này này. DB bình là cạnh à, DB là đối diện với góc Y trừ đi hai cái cạnh còn lại của tam giác là D gì? DI bình và trừ đi D gì đây? BI bình chưa? Đấy, cứ lấy cạnh đối diện nhá, mình sẽ ra mọi thứ. Chia cho các bạn trừ đi cái gì thì chia cho trừ hai lần tích hai cạnh đó phiên bản bình thường không có bình phương. Đó, thế là xong. Đấy. Thay hết vào bấm máy tính cho đây. Xong bài rồi. Bao nhiêu đây ạ? -1/3 đúng không? Ok chưa? Vậy thì bài này chúng ta có đáp án gì đây? Đáp án B. Nếu các bạn ok câu này rồi các bạn comment thầy 23B phần trên chat. Có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Ok chưa? Thế thì nhớ nghe này. Về các bạn tự làm nốt mấy câu còn lại nhưng mà thầy chưa giao từ câu 24 trở xuống nhá, mà thầy vẫn giao sang 4 nhá. Về làm chủ yếu cho thầy chốt dạng 1 đã. Chốt dạng 1 đã. Rồi bạn nào rảnh thì làm thêm thôi mấy câu này ở sau nhá. Đó, thì đấy là toàn bộ những cái gì thầy muốn dạy cho các bạn. Thì tuần sau thầy sẽ dạy các bạn nốt cái dạng 2, chữa những câu lại dạng 2 và dạng 3. Các bạn nghe này.